Udena. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Kusambi tại vườn Gosita, lúc bây giờ Thế Tôn bị các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy, vì quấy rầy nên khổ, không thoải mái, không có thoải mái ăn ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay ta sống bị các tỳ kheo ni vân vân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn, vậy ta hãy sống một mình xa rời đại chúng. Thứ hai, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela trên bờ sông Nirancara, dưới gốc cây Achapala Nirodha, khi ngài mới thành đạo. Rồi Thế Tôn trong khi thiền định tịnh độc cư, tư tưởng sau đây khởi lên: pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy khó chứng, tịch tình cao thượng, siêu lý luận vi diệu, chỉ có người có trí mới cảm nhận. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy định lý này, tức là y duyên tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức là tất cả các hành là tịch tình, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận ly tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu này ta thuyết pháp và các người khác không hiểu ta, như vậy thật mệt mỏi cho ta, như vậy thật bực phiền cho ta. Thưa sư, như vậy trong hai đoạn kinh trên, khi đã giác ngộ của một vị A-la-hán chánh đẳng giác, Thế Tôn vẫn còn bị cảm giác khổ, không thoải mái, an ổn và mệt nhọc bất thiện như vậy, đây có phải là điều bình thường không ạ? À? Con nghĩ rằng một vị A La Hán lại còn là A La Hán chánh đẳng giác như Thế Tôn, thì sao lại còn có thể những cảm giác khổ bực phiền không an ổn như vậy được? Con xin chân thành cảm ơn sư. Khi mà sư xem bản dịch của ngài chánh thân về cái phần Phật tự thuyết thì nó như thế này: một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Kosita, vào lúc bây giờ Đức Thế Tôn sống bị quấy rầy bởi các tỳ khưu, bởi các tỳ khưu ni, bởi các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, bởi các vị vua, bởi các quan đại thần của vua, bởi các ngoại đạo, bởi các đệ tử của ngoại đạo bị quấy rầy. Đức Thế Tôn sống không an lạc, không thoải mái. Bản dịch nó bám sát nghĩa là như vậy. Thì khi mà sư mở cái bản chánh kinh Pali và chú giải, cái đoạn mà Dukkha thì nó có giải thích như sau. Ở chỗ này đó mà quý vị gọi là cái khổ, Dukkha thì chúng ta thường hay gọi là khổ. Ngoài ra thì nó còn có một cái nghĩa mà chúng ta có thể gọi là không có thoải mái, khó chịu. Nó như thế này: quý đầu tiên là quý vị phải hiểu về cái nguyên nhân, cái nền của bài kinh, tức là các vị tỳ kheo ở Kosambi bị chia rẽ bởi hai cái hội chúng: một hội chúng của vị luật sư và hội chúng của cái vị pháp sư. Hai hội chúng này đó do tranh cãi với nhau về một vấn đề nhỏ nhoi trong luật, và tranh cãi của hai vị dẫn đến tranh cãi của đệ tử của hai vị này. Rồi dần cái cuộc tranh cãi nó càng lúc càng gay gắt, họ đối chọi với nhau bằng những cái câu chữ, bằng những cái câu từ mắng chửi nhau, đôi co với nhau. Rồi từ cả một cái tự viện như vậy nó chia ra làm hai phái, rồi tới những cái người cư sĩ ủng hộ vị này, ủng hộ vị kia cũng chia ra làm hai phái. Rồi những nam cư sĩ, nữ cư sĩ bắt đầu là quay qua cãi nhau. Thành ra đó, rồi dẫn đến là các vị quan quan chức thì cũng vì cái chuyện này bắt đầu cãi nhau. Rồi những vị vua cũng bắt đầu là cãi nhau. Đó là
Quý vị phải hiểu đó là cái nền nó dẫn đến cái chuyện mà Đức Thế Tôn bị quấy rầy, bởi vì họ làm ồn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi Thế Tôn đứng ra khuyên thì những vị này mới nói với Thế Tôn là ngài đã già rồi, xin ngài hãy sống chánh niệm an lạc của phần ngài đi, cứ để cho chúng con tranh cãi với nhau cho ra lẽ. Nói với Thế Tôn một cách bất kính như vậy. Thành ra thứ nhất á, là cái ngôi tự viện nó trở thành một cái nơi ồn ào náo động, bị chia rẽ. Thành ra Đức Thế Tôn có dạy ở trong một cái bài kinh khác, đó là gì? Trong một cái môi trường mà bị chia rẽ, ở nơi đó mà tăng chúng bị chia rẽ thì không cần phải ở lại, không cần phải ở lại đó. Đó là nơi không thích hợp để ở. Một vị tỳ kheo còn không thích hợp để ở cái nơi mà hội chúng bị chia rẽ, huống chi là một vị chánh đẳng giác, nó không phù hợp. Rồi ở cái nơi mà bắt đầu là ồn ào náo động, chửi rủa nhau, công kích nhau, thì chỗ đó không còn phù hợp với một vị chánh đẳng giác. Bởi vì thứ nhất là cái sự chia rẽ, thứ hai là cái sự ồn ào như vậy nó ảnh hưởng đến cái môi trường an lạc của một vị chánh đẳng giác khi vị đó hành thiền. Nó quấy rầy. Thành ra Đức Thế Tôn bị quấy rầy là như vậy. Và Đức Thế Tôn nhận thấy rằng khi mà ngài bỏ đi, tức là khi mà ngài không còn ở đây nữa, trong 3 tháng an cư, ngài vào trong rừng, thì thứ nhất là nó sẽ nhờ như vậy mà những cái người cãi nhau đó họ sẽ tỉnh ra. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người nam nữ cư sĩ khi mà đến để mà gặp Thế Tôn, không gặp Thế Tôn nữa, và họ sẽ hỏi lý do tại sao không gặp Thế Tôn, thì những vị tỳ kheo ở đó sẽ nói rằng do chúng tôi cãi nhau cho nên Đức Thế Tôn, chúng tôi chia rẽ cho nên Thế Tôn không ở đây nữa. Thì những người nam nữ cư sĩ họ sẽ chê trách các vị tỳ kheo là tại sao các ngài lại cãi nhau để cho chúng tôi không còn gặp được Đức Thế Tôn nữa. Cho nên họ không còn cúng dường các vị tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo bị cái đói nó uy hiếp, bị cái chết nó uy hiếp, bởi vì khi mà người dân không cúng dường nữa thì các vị tỳ kheo đói. Thành ra các vị tỳ kheo nhờ như vậy, nhờ cái sự áp lực từ cư sĩ, họ sẽ ngồi lại hòa thuận với nhau. Đây là một cái nhân duyên rất là quan trọng. Cho nên Đức Thế Tôn quán sát rằng cái việc ngài đi ra khỏi nơi đây nó sẽ đem lại lợi ích hơn là cái việc ngài ở lại nơi đây. Cho nên ngài mới đi. À, ngày mới đi. Cái thứ hai là khi mà ngài vào trong rừng á thì ngài sẽ tế độ được, thứ nhất là voi, voi gì ta, voi 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 long tượng, à Parirayaka, con voi này đó là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong tương lai. Cho nên đây là một cái nhân duyên, khi mà Thế Tôn ở trong rừng thì ngài sẽ tế độ một vị chánh đẳng giác trong tương lai, đây là cái điều rất là đáng. Cái thứ hai là ngài tế độ luôn một vị Bồ Tát độc giác tương lai, tức là con khỉ đó. Cho nên quý vị thấy là ở đây nó có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái môi trường đó, môi trường tự viện lúc bấy giờ nó trở nên ô nhiễm, nó trở nên ồn ào náo động, nó không còn phù hợp, nó không còn phù hợp cho một vị chánh đẳng giác nữa. Và ngài xét thấy là cái chuyện mà ngài đi khỏi đó, cái chuyện mà ngài đi khỏi thì nó sẽ lợi ích hơn, bởi vì khi mà ngài đi khỏi thì nhờ việc ngài đi khỏi đó,
chư tăng sẽ không còn bị chia rẽ nữa. Cái thứ hai là Ngài sẽ nhân cơ hội đó, Ngài tế độ được cho hai vị Bồ Tát. Đây. Thì đây là cái nhân duyên rất là quan trọng. Cho nên cái chuyện mà quý vị nó mới có cái này, nên chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ không phải là Thế Tôn cái kiểu như mình là Ngài khổ tâm thì không phải khổ tâm. À. Tức là cái thân và cái tâm của Ngài đó bị cái môi trường bất xứng nó ảnh hưởng, nó không còn phù hợp với một vị chánh đẳng giác, cho nên ở đây lúc bây giờ là cái việc mà Ngài sống ở đó đó nó bị ảnh hưởng. Chứ không phải mình nghĩ là Ngài còn khổ, không phải Ngài còn khổ. Thành ra đó, chúng ta nên hiểu là cái người hiền và cái người ngu nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Cái người hiền á thì khi mà họ bị đánh á, họ không có đánh lại và họ bỏ đi, đó là người hiền. Còn cái người ngu á bị đánh đi được không mà không có đi, ở lì ở đó cho người ta đánh chết, đó là người ngu nha. Thành ra nó ở đây không phải Thế Tôn bị khổ hay cái kiểu mà như mình hiểu nha, tức là cái mà đúc khá ở đây đó, cái đúc khá ở đây tức là Ngài bị cái sự tranh cãi nó quấy rầy, nó làm phiền, và cái môi trường đó trở nên bất xứng đối với một vị chánh đẳng giác. Rồi cái trong trường hợp bài kinh thứ hai đó là như thế này: Đức Thế Tôn quán sát thấy rằng khi mà Ngài có suy nghĩ như vậy, và Ngài tiếp đó Ngài sẽ có suy nghĩ là Ngài không muốn thuyết pháp, Ngài viên tịch, thì đó là một cái nhân duyên để cho Phạm Thiên Sahampati ba lần xuống thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp Luân. Bởi vì đây thuộc về thông lệ của một vị chánh đẳng giác. Trời mưa rồi. Có thể quý vị nghe không có rõ. Chúng ta nên hiểu như thế này. Pháp không thể khinh truyền, tức là gì? Tức là mình phải có sự tôn kính đối với pháp. Thời xưa đó, khi mà nói về Phật, pháp và tăng á, cái người nói đó phải súc miệng, tức là phải làm sạch miệng rồi mới dám nói. Còn khi mà sư giảng pháp đúng quý vị đó thì sư cũng phải súc miệng đánh răng mà sư mới dám nói. Ngay cả cái chuyện mà đi tụng kinh đó thì phải đánh răng súc miệng rồi mới tụng kinh. Tại vì sao? Bởi vì pháp cần phải được tôn trọng. Mặc dù đương nhiên cái sự tôn trọng mình ở đây pháp không có mập béo gì ở đây hết, nhưng mà pháp phải được tôn trọng. Chính bởi vì như vậy, cho nên nếu như Đức Thế Tôn tức là không ai thỉnh mời hết mà Ngài chuyển bánh xe Pháp Luân, thì người ta sẽ coi thường, tam giới sẽ coi thường. Chúng sanh thời nay nó vậy đó, thời xưa cũng vậy thôi. Cái gì mà không có phải bỏ công sức ra thì họ coi thường. Mà quý vị biết Phạm Thiên là bậc đứng đầu tam giới, không có Đức Thế Tôn. Phạm Thiên là bậc đứng đầu tam giới, mà Phạm Thiên xuống quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lần, thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp Luân. Thì như vậy cái hàng chư thiên
trên cho đến chư thiên, xuống cho đến loài người, thì mới ý thức được rằng pháp không có dễ có. Phải nhờ một vị đứng đầu tam giới lúc bấy giờ thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp luân thì pháp nó mới được vận chuyển nha, chứ không phải là tự nhiên khơi khơi mà nói pháp. Đấy. Chỉ tiếc là thời nay người ta coi pháp nó nhẹ lắm, nhẹ lắm, nó uổng. Thành ra đó, Đức Thế Tôn phải kiểu kiểu như phải có cái suy tầm như vậy thì Phạm Thiên Sang Bá Tý đọc tâm của Đức Thế Tôn ha, thì biết được tâm của Đức Thế Tôn không muốn giảng pháp. Thì Phạm Thiên Sang Bá Tý mới quỳ xuống đảnh lễ 3 lần. Cho nên đây là một nhân duyên quan trọng, đây là một nhân duyên quan trọng. Chứ còn nếu như mà Thế Tôn mà cái kiểu mà ngài thật sự ngài sợ bị làm phiền á thì ngài đã viên tịch luôn rồi, chứ ngài không có hoằng pháp độ sanh đâu nha. Và chúng ta một lần nữa nên hiểu như thế này, nên hiểu như thế này. Ở đây bị làm phiền ở đây tức là thay vì Đức Thế Tôn được an ổn hưởng vô dư niết bàn thì ngài phải tiếp tục vận hành cái tấm thân tứ đại này để đi đây đi kia. Đương nhiên nó cũng là một cách, một cái mà nó khiến cho cái, thay vì quý vị nghĩ đi, quý vị nghĩ đi, thay vì là ngài an ổn ngoài niết bàn là coi như ngài khỏe rồi mà ngài phải đi đây đi kia để ngài độ mình ấy, ha, thì đó có phải là một cách mà mình làm phiền Thế Tôn hay không, đúng không? Mình làm phiền Thế Tôn tức là thay vì ngài nhập niết bàn là xong chuyện rồi, nhưng mà ngài phải độ mình tức là mình làm phiền ngài. Cái thứ hai là khi mà ngài độ như vậy đó, rồi có những chúng sanh nào không có tin đó, rồi họ đem cái lời họ phỉ báng, họ mắng nhiếc, thì như vậy thay vì Đức Thế Tôn ngài dành thời gian đó mà ngài nhập vô vi niết bàn không sướng, mà ngài phải chịu lắng tai để ngài nghe chúng sanh họ chửi rồi họ rủa rồi họ bất kính với ngài, thì đó là một cái kiểu làm phiền. Tức là cái thay vì ngài an trú trong cái cảnh giới thiền định của ngài hoặc an trú trong niết bàn thì ngài bị làm phiền với chúng sanh, thì đó là cái mà ngài suy nghĩ, chứ nó không phải là cái kiểu mà khổ như mình nha, không phải cái kiểu khổ như mình. Ngài chỉ là cái kiểu bị làm phiền khỏi cái sự hưởng quả báo vô dư niết bàn thôi, chứ không phải là ngài mình khổ như mình đâu nha. Đấy, và vì mình làm phiền á cho nên là người thứ nhất là ngài không có thời gian để ngài nhập vào thiền định, rồi ngài không có thời gian để ngài hưởng cái quả của niết bàn. Đó là cái được đề cập trong kinh á, cho nên mình đừng có hiểu lầm ha, đừng có hiểu lầm là một vị chánh đẳng giác ngài vẫn còn khổ.